Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, theo Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông tỉnh Hưng Yên, trong tháng 5, trên địa bàn tỉnh xảy ra 15 vụ tai nạn giao thông làm chết 11 người, bị thương 14 người. Trong 15 vụ tai nạn giao thông đường bộ, trên địa bàn huyện Yên Mỹ xảy ra 4 vụ, huyện Văn Giang 3 vụ, thị xã Mỹ Hào và thành phố Hưng Yên đều xảy ra 2 vụ. Đặc biệt tỷ lệ tử vong cao là địa bàn huyện Yên Mỹ xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông làm chết 5 người, tăng 3 người, tăng 150% so với tháng liền kề. Những nguyên nhân chủ yếu là do không chú ý quan sát, chuyển hướng không đảm bảo an toàn, không nhường đường, lỗi hỗn hợp, không giữ khoảng cách an toàn. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường bộ, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã kiểm tra phát hiện nhiều trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Tỉnh Hưng Yên có gần 19 km đường sắt Hà Hải chạy qua. Thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề đối với công nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn của Cục Cảnh sát Giao thông. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hưng Yên cũng tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển loại phương tiện đặc biệt này. Vừa qua, đội 1 phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hưng Yên lập chốt tại ga Lạc Đạo để thực hiện kiểm tra theo chuyên đề đối với tàu sắt ký hiệu H7153. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng không phát hiện người điều khiển phương tiện đường sắt trong hơi thở có nồng độ cồn. Tuy nhiên, việc này nhằm mục đích chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi vi phạm nếu có của người điều khiển phương tiện giao thông đường sắt và công nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu. Qua đây, lực lượng chức năng cũng tuyên truyền để người điều khiển phương tiện và hành khách thực hiện tốt các quy định tham gia giao thông trên hành trình tuyến. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, nhất là việc các lái tàu, thuyền viên sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện, lực lượng Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức nhiều đợt kiểm tra trên tuyến sông Hồng, sông Luộc. Theo đó, lực lượng Cảnh sát đường thủy huy động tối đa lực lượng phương tiện để tuần tra kiểm soát, kịp thời ngăn chặn và xử lý các vi phạm, đồng thời chủ động rà soát, điều tra cơ bản, nắm tình hình các mỏ, cảng, bến thủy nội địa, khu tập kết vật liệu xây dựng của tổ chức cá nhân, phương tiện kinh doanh vận tải hàng hóa, các bến khách ngang sông trên đường thủy nội địa. Qua đó cũng tuyên truyền, vận động các chủ phương tiện tàu hàng, tàu khách chấp hành nghiêm những quy định về an toàn đường thủy khi điều khiển tàu không được sử dụng rượu bia. Tôi đang đi hàng từ trên về chỉ về các tỉnh. Trong lúc lái tàu tôi không sử dụng chất kích thích về bia rượu, tuân thủ theo pháp luật. Chúng tôi là những người trực tiếp điều khiển phương tiện ở dưới đường thủy này thì cũng như trên đường bộ thôi. Về vấn đề rượu bia chúng tôi cũng được quán triệt rồi. Là người điều khiển phương tiện và vận chuyển khách qua sông là tuyệt đối không bia không rượu, để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho hành khách. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có 20 bến khách ngang sông, trên 56 đơn vị kinh doanh bến bãi kinh doanh vật liệu, cầu cảng bốc xếp hàng hóa. Trên tuyến sông Hồng, sông Luộc mỗi ngày có hàng trăm chuyến tàu hàng và chở khách ngang sông. Qua đó việc đảm bảo an toàn giao thông cũng như công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các chủ tàu thuyền viên vi phạm sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện là rất cần thiết. Từ đầu năm đến nay, lực lượng Cảnh sát đường thủy đã lập biên bản 106 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy, xử phạt trên 1 tỷ đồng. Trong đó, có một trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện trên sông. Đợt ra quân vừa rồi thì chúng tôi cũng đã phát hiện và xử lý không một thuyền viên ở bến khách ngang sông ở bến Tân Châu đã có sử dụng nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Trong quá trình tuần tra kiểm soát này, chúng tôi đã tăng cường tuyên truyền đối với các thuyền viên và các bến khách ngang sông về cái việc tham gia giao thông và có nồng độ cồn ở trong hơi thở. Từ nay đến cuối năm, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc cũng như tỉnh Hưng Yên sẽ phối hợp duy trì thường xuyên chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn trên tất cả các phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các vụ tai nạn có nguyên nhân liên quan đến rượu bia. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục An toàn giao thông do Phòng Thời sự, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp cùng Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện đến đây xin được tạm dừng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chuyên mục này tuần sau.